vị, hôm nay là một ngày đẹp trời khi là có cơ hội để mà viếng thăm một cái Walmart Distribution. Ai trong chúng ta cũng đã đi mua hàng ở Walmart, mà đặc biệt cái Walmart này không phải là một cái Walmart bình thường, mà cái nơi này là cái nơi phân phối cho những cái hàng ở Walmart tiểu bang, có thể phân phối đến 3 tiểu bang. Nội cái building này không á là gần 1 triệu square foot, và cái miếng đất mà cái building này nằm trên á là 125 acre. Tức là hecta của tiếng Anh mình đấy. Quý vị thấy không, một cái thành phố nhỏ nhỏ mà Walmart đã chọn để mà làm một cái distribution 7013 này, là một cái nơi mà không nhỏ